không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Phàm nhân chín bát trùng, trong trò truyền si ngô trong tâm đế quân trùng. Tôi yêu thế giới kỳ vì tôi hỉ hồng đồng. Phàm nhân tâm hoàn thông, kịch lôi và kịch thông, xây xuất đế siêu dung. Nhìn sao phố tinh hồng, hà biết gần mẫu chuyện nhân biến cải cho trong. Mồ ngài đế thiên hồng, chỉ trong phong trung, như hà cảm tâm ngô bình phàm bị động. Nàng cảm ứng mô lô sang trong phòng, xì đi vô mật mã hô tiếp tục. Mô ngài tích xì yê yêu xì thái trùng, yêu lình khói xì vô trùng tạo cảm động. Yêu xì xin hầu ngồi yên xa nàng yêu lòng sâu hồng hồng, sâu yêu mô môn sáng yêu. Tôi nghĩ tôi thích anh trai của anh rồi. Shiroki, người như chúng ta chẳng bao giờ là người chủ động. Chuyện giỏi nhất là đem tâm sự của mình giấu kỹ trong lòng. Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa trước khi cuộc chiến bắt đầu. Đưa cái tên Hà Thiết Nam lên bảng xếp hạng tìm kiếm số 1. Anh ta vì muốn tuyên truyền cuộc thi, chuyện gì cũng dám làm. Stone, Holly, trừ phi phạm, tôi cảnh cáo anh, đừng tung chuyện riêng của Iron lên mạng. Nếu không lần sau chúng tôi sẽ không đạp phanh đâu. Nghe điện thoại trước đi, để cả hai người kiếm đó. Hello, hai người làm gì vậy? Leo, Fever nói camera trong xe quảnh quay lại toàn bộ quá trình khi nãy. Chút nữa mang tới đồn cảnh sát. Chúng tôi sẽ tháo thẻ ra, anh không cần lo đâu. Xin lỗi nha, tôi biết kẻ thù của tôi nhiều. Nên đoạn clip quay từ xe sẽ chuyển thẳng lên hệ thống của công ty. Bị người ta giết cũng biết ai là hung thủ kia mà. Đưa điện thoại cho anh. Sao hả? Gặp nhau đi. Ok. Nếu như anh thắng, tôi sẽ xóa đoạn clip. Tôi quên nói với anh, trò chơi này tôi từng thắng giải quán quân thế giới đó. Nhưng mà đối với người mới chơi nhanh vậy cũng là hay lắm rồi. Công bằng thôi. Đoạn clip tôi sẽ dùng cách của mình để lấy lại. Ê ê ê, khoan hãy đi đỡ. Chọn trò anh giỏi rồi chơi đi. Tôi từng nói với anh, lúc nhỏ tôi không rảnh chơi game, vì từ nhỏ tôi đã bị truy sát. Có chơi có chịu thôi. Anh nói đoạn clip trực tiếp gửi tới hệ thống công ty, làm sao chứng minh là anh đã xóa sạch nó rồi? Tôi nói trội là trội mà. Cả chuyện má Iron là gái mại dâm cũng tung lên mạng được. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Vụ đó không có liên quan tới tôi. Là đám người bên Deep Web thần thông quảng đại, từ bọn họ tìm ra thôi, đừng có đổ lên đầu của tôi. Đám người bên Deep Web
Anh cũng là một trong số đó mà. Anh không tin tôi cũng hết cách thôi. Tôi biết là anh sẽ tiếp tục làm lớn chuyện này, nhưng sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết, anh sắp chạm vào giới hạn của tôi rồi. Cẩn thận đó. Giấu anh hành động một mình, còn bị tên đó nắm được điểm yếu nữa. Xin lỗi nha. Không sao. Đoạn clip trên công ty ảnh nói sẽ xóa đi, nhưng mà ảnh có làm hay không tôi thật sự không biết. Giống như tụi tôi chỉ muốn thấy anh dạy dỗ anh ta, để ảnh không dám làm càng, nào ngờ lại gây thêm phiền phức. Sao cũng được. Xin lỗi nha. Giữa chúng ta còn phải nói câu xin lỗi sao? Nè, làm gì vậy? Lần trước ở Iraq, nếu không nhờ anh đẩy tôi ra, tôi đã banh xác ở đó rồi. Chứ ít vết sẹo đó lẽ ra ở chỗ tôi, không phải là chỗ anh. Chờ một chút. Dù đó vốn dĩ là tôi tới cứu anh, là anh tới đó trước thôi. Vết sẹo đó lẽ ra thuộc về tôi đó. Nè, cô cũng đâu tệ đâu. Leo bị rớt vào trong sình lầy là cô điên cuồng đi kiếm ảnh thôi. Nếu không thì ảnh tan vào trong đất luôn rồi. Nè, sau khi kể chuyện hai người cứu tôi, vậy còn chuyện của tôi cứu hai người đâu, sao không kể? Tức là gì? Vì kể hết luôn cũng không biết phải kể tới bao giờ nữa. À, không hẳn là vậy đâu. Anh có dội lắm không? Anh có hẹn rồi hả? Anh có bạn bè sao? À, đúng rồi. Lần trước tôi còn chưa nói cô. Tôi có 3 viên đạn mà đội bắn 6 người. Nếu lần đó tôi không tới kịp thì cô đã thành tổ ông rồi. Gì chứ? Không đủ đạn thì dùng nắm đấm thôi. Nếu không phải anh ra cản trở tôi đánh cho hắn dở mặt rồi đó. Chà, tôi cứu cô mà còn nói vậy nữa hả? Vậy là anh sai rồi. Tôi sai rồi. Uống anh đi. Anh sai rồi. Uống thôi. Dòng sơ loại cuộc thi đấu quyền anh Fire Fist Fight bắt đầu. Để tôi giới thiệu một chút nha. 8 đội tham gia sẽ tiến hành bốc thăm thi đấu với nhau, dùng hình thức tiếp sức để thi đấu vòng loại. Mỗi đội cử một quyển thủ lên thi đấu, đánh thắng đối thủ sẽ đánh tiếp người thứ hai. Nếu như thua sẽ cử quyển thủ thứ hai lên sàn đấu, đánh thắng cả 3 người sẽ có thể bước vào vòng thi đấu tiếp theo. Wow, đầu tiên đó là Quyền Quán Ưng Kỳ. Đội tiếp theo vào vòng trong là công ty bảo vệ quốc tế uy tín. Chúc mừng. Chà, nè, cơ bụng của anh chắc hơn anh nữa. Cũng cỡ tôi thôi mà. Đánh gục đối phương trong vòng 10 giây. Anh T đúng là điên cuồng hơn xe tăng nữa. Mọi người thấy có đúng không? Xin chúc mừng Mét Tăng. Dòng sơ loại cuộc thi đấu quyền anh Fire Fist Fight ngày thứ hai bắt đầu.
tiên nào, tiên nào. Người hâm mộ kia kìa, chào hỏi trước cái đi. Hơi. Quyền quán ngân kỳ được vào vòng trong. Đội tiếp theo được vào vòng trong. Công ty bảo vệ quốc tế uy tín, chúc mừng. Thiết Nam của quyền quán ngân kỳ, lúc trước từng là bảo vệ cận thân của công ty bảo vệ quốc tế uy tín. Hey, huynh đệ tương tàn, đúng là tận cùng đau khổ mà. Cố gắng lên, thả lỏng một chút, đánh cho tiên tấu, đừng có căng thẳng hả? Anh Thiết Long, mắt kính đâu rồi? Nhớ nhường tôi đó. Anh nhường tôi mới đúng đó. Đánh ba hiệp, không được đánh sót và dùng dèo. Đừng có đấm anh xôi, lẽ ra đi. Con kỹ rồi đánh. Bình tĩnh một chút. Vòng qua. Quá, đúng rồi, đúng rồi. Xét chấm điểm từ trọng tài, đại diện phía uy tín được 170 điểm, đại diện phía quyền quán ân kỳ là 173 điểm. Hà Thiết Nam thắng. Đánh hay lắm Thiết Nam, đúng là còn hổ danh. Chút nữa anh đi kìa, đánh gục nha. Cố lên, cố lên nha. Hay lắm. Giỏi lắm. Yeah.
Đánh với con trâu điên này không thể đấm thẳng hay đấm vòng. Nếu đấm như vậy mình là người thiệt thòi thôi. Nhìn ảnh còn hiếu thắng hơn cả tôi nữa. Lạ vậy. Tên đầy đủ của anh ta là Phil Thompson, đã từng đánh rất nhiều trận quyền Anh ở Mỹ, lúc trước đứng trong top 50 của cả nước Mỹ, nhưng mà sau đó tạm ngừng hết 3 năm. Lần này là trận đầu tiên của ảnh sau khi ngừng đánh một thời gian dài. Trận đấu đầu tiên khi trở lại anh lại chọn Hồng Kông. Không lẽ anh yêu tôi? Anh điều tra kỹ ảnh coi, xem thử ai đứng phía sau ủng hộ trận. Ok. Nè, đứng dậy. Một, đứng dậy. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đồ hèn. Có phải rất phấn khích không nào? Cho một tràng pháo tay đi. Ok, cảm ơn tất cả quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay để xem trận đấu này. Sau đây tôi xin mời hai vị quyền dương xuất sắc của chúng ta tối ngày hôm nay. Trước tiên xin mời quyền dương giả thú Hà Thiết Nam. Tiếp theo xin mời người còn lại, biệt hiệu xe tăng của chúng ta Mr. T. Ok, mời hai anh đứng gần lại để các bạn phóng viên chụp hình nào. Chà, quả là lửa nóng chưa hề nguội. Ok, hai anh tạo dáng xong chưa? Bây giờ tao sẽ hạ mày. Ôi, nè nè, ok ok, bình tĩnh lại. Ê, còn gặp ở trận đấu kia mà. Ok, bình tĩnh lại đi nào. Trận đấu tiếp theo, các bạn sẽ đến coi chứ phải không? Càng Ly. Ăn cơm thôi. Ơi, ăn cơm. Nè, cú đấm của Ken quả là lợi hại nha. Anh đấm một phát thôi, tôi muốn té xỉu luôn. Nhưng mà tôi cũng không tệ nha. Đấm trả lại hai phát. Thật ra anh cũng là người có uy tín, ai thắng thì cũng vậy thôi. Cái gì chứ, uy tín là uy tín, ân kỳ là ân kỳ, gộp chung sao được chứ. Ê, em trai nói chơi thôi mà, ăn cơm đi. Nhưng xem ra Mr. T đó cũng rất lợi hại. Đối thủ của anh ta không yếu chút nào. Đúng vậy, dính một đòn của anh ta là bất tỉnh luôn. Nhìn thôi đã sợ rồi. Phải rồi, ảnh mà điên lên, đồng đội của mình cũng đánh. Đáng sợ vậy sao? À, sư phụ La, bất luận thế nào, anh cũng phải nghĩ cách giúp Thiết Nam đối phó cậu ta. À, cứ tập luyện như bình thường được rồi. Tập gì một chút, lúc thi đấu sẽ tự động mạnh thôi. Tôi nghĩ nếu giảm sức mạnh lại và linh hoạt hơn thì sẽ ổn hơn. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà cơ bản Iron đã nhẹ hơn ảnh rồi. Có thể lúc tập luyện anh chú trọng phần thân trên nên phần còn lại yếu hơn. Phải rồi, tôi nhớ anh ta có một đối thủ linh hoạt hơn tôi. Anh đẩy tới góc đó rồi mới ra đồ. Thật ra đối thủ của ảnh sợ ảnh nên cú đấm không mấy chính xác. Phải ha. Hình như là ép ảnh vào góc đó mới ra đồ phản kích. Ảnh thường ra cú đấm vòng. Đúng. Nhất định ép đối phương vào góc rồi mới ra đồ. Phản lại. Không đúng. Nếu né xong mới ra đòn sẽ bị chậm lại. Anh cho tôi mượn cú đấm vòng. Anh vừa né là phải ra đòn luôn. Được, anh thử đi. Không được, phải thấp chút nữa. Anh phải đấm vào phần này. Làm lại. 1, 2, 3. Đúng rồi, tốt lắm. Yeah. Được. 1, 2. Thử lôi trà bá tước này đi. Con cảm ơn ba. Sao vậy? Không được khỏe sao? Nhìn con rất bơ phờ. Dạo này coi thi đấu suốt nên hơi mệt. Nhưng đấu quyền Anh coi rất hay, rất hấp dẫn. Thiệt Nam đánh rất hay, rất thích coi. Cô không biết đánh boxing cũng thích coi như vậy. Ừ. Cô như Fever cũng rất có đầu tư. Ừ. Vậy cô có biết Fever ngoài tổ chức thi đấu ra, cậu ta còn làm cái gì không? Vậy sao? Con người này bản chất rất phiền phức. Nhưng nhóm người Thiết Nam thì không quan tâm lắm, tập trung thi đấu thôi. Vậy Iron có lòng tin thắng Mr. T không? Nghe nói tên Phil Thompson này rất lợi hại. Lúc thi vòng loại, chỉ với 10 giây anh đã hạ được đối phương. Thiết Nam đối với ảnh vẫn còn chút e ngại. Không lẽ phi vợ tìm người này về còn để gây sự chú ý? Trong trận đấu có người nhận ra cậu ta. Lúc trước ở Mỹ cậu ta nằm trong top 50.
Chắc là cô ta qua đây chỉ để quảng cáo bộ game mới, tham gia một cuộc thi không nổi tiếng. Nhìn cũng không giống lắm. Lúc trận đấu bắt đầu, còn thấy Fever và Double cứ xì xào qua lại. Hai người đó cũng khá ngạc như với Mr. T này. Vậy thì lạ thật. Wow, bài đăng này ghi là cảnh sát yêu gái điếm. Má của Iron có phải là gái điếm? Và ba của ảnh có phải cảnh sát không? Tôi kêu dân bà cùng giúp đỡ tìm kiếm thông tin ba của ảnh nữa. Tốt, càng nhiều người giúp đỡ tìm kiếm càng tốt. Những trang mạng lớn của Hồng Kông đều đầy tin về Iron. Trên Facebook, trong mạng đều xôn xao. Rốt cuộc Mr. T và Iron ai sẽ là quán quân? Và số người theo dõi anh cũng tăng lên. Những người như Mr. T gia nhập vào cuộc thi của chúng ta chắc chắn sẽ có sức ảnh hưởng lớn, làm cho mọi người chú ý. Nhưng mà phía sau cũng rất là khả nghi. Yên tâm, tôi sẽ tiếp tục điều tra Mr. T. Có tin gì mới sẽ báo cho anh biết. Đi trước, bye bye. Bye. Chào Hinton. Chào. Fire Fish Fire bây giờ rất nổi tiếng. Đi tới đâu cũng nghe người ta nói về Iron và Mr. T. Cuộc thi này tôi đầu tư rất là lớn. Nếu như không có kết quả, tôi chết là vừa. Vậy cuộc thi của cậu đạt được mục đích chưa? Làm gì nhanh dữ vậy? Phía truyền thông các ông có hứng thú làm nhà tài trợ sao? Truyền thông chúng tôi không có hứng thú tài trợ. Nhưng mà những câu hỏi của Fire Fish Fire trên mạng ẩn danh thì tôi lại có hứng thú. Ông cũng biết trang mạng ẩn danh sao? Chân nhân bức lộ tướng đó nha. Truyền thông chúng tôi nắm tin rất nhanh. Tôi không ngừng tung tin trên đó, bay trên không trung, người gây rối, Big FF. Những tài khoản đó đều là của cậu hết, đúng không? Ông muốn biết chuyện gì? Cậu đem thông tin Hải Yến Kiều má Hà Tiết Nam làm gái điếm tung lên trên mạng ẩn danh có đúng không? Sao phải làm vậy? Có mục đích gì? Những người tung tin lên trang mạng ẩn danh đếm không hết. Tại sao ông nghĩ người đó là tôi? Với lại những tin được đưa lên trang web đó, tin sẽ lan càng nhanh. Đó cũng chính là một loại hình tuyên truyền, truyền thông các ông. Làm sao mà có thể hiểu được điều đó? Ok, cậu không nói, tôi cũng không ép cậu. Với lại cho cậu biết, người theo dõi cậu không chỉ có mình tôi thôi đâu. Mr. T đáng lẽ phải bám sát giải quán quân Fire Fist Fight theo dõi tôi làm gì chứ? Với lại loại người như Mr. T, giải quán quân của Fire Fist Fight không phải mục tiêu của cậu ta. Cậu ta không đơn giản đến tham gia đâu. Tôi đưa ảnh vào cuộc thi của tôi, chắc chắn là tôi biết ảnh muốn gì rồi. Cậu có trang tiếp theo. Trước khi Mr. T trở thành quyền thủ, đã từng là lính đánh thuê, từng giết người. Thân phận những người đứng sau cậu ta không hề đơn giản. Tôi nghĩ cậu ta tới Hồng Kông không đơn giản để tham gia thi đấu. Không đơn giản như chúng ta đã thấy. Chắc chắn có âm mưu. Tóm lại, tùy cơ ứng biến đi. Nè, cứ giữ chỉ số năng lượng này là ổn. Nếu vượt qua sẽ dễ bị thương lắm. Tôi biết rồi. Cô biết không, sau khi tôi tập lại boxing, tôi phát hiện tâm trạng, trạng thái sức khỏe đều tốt hơn trước rất nhiều. Còn nữa nha, thấy yêu đời, không nóng nảy. Cũng nhờ cô. Đây là nhiệm vụ của huấn luyện viên mà. Tôi chợt nhớ lúc bên Philippines anh cứu tôi, tôi còn chưa nói lời cảm ơn anh. Khờ quá đi. Làm sao tôi để đứa con gái như cô bị thương được. Cô biết không, bảo vệ phụ nữ là thiên chức của đàn ông mà. Iron! Cô sao vậy?
Nhớ lại thần sắc đôi mắt anh lúc cứu tôi, không sao quên được. Cả đời này chắc tôi cũng không quên đâu. Cô nói thần sắc lúc tôi đánh người đó hả? Ừ. Còn phải đáng sợ lắm không? Không đáng sợ. Tôi nhớ lúc đó anh rất lo lắng cho tôi, rất sợ tôi có chuyện. Cô đang nói thần sắc của tôi sao? Ừ. Chắc là không phải tôi đâu ha. Sao không phải là anh được? Có lúc đúng là tôi, nhưng mà có lúc không phải. Nói sao đi. Tóm lại cô không sao. Chuyện gì vậy? Aaron à, thật ra tôi... Nè, có gì cứ nói đi. Thôi không có gì. Cô sao vậy? Bình thường cô lanh lẹ lắm mà. Sao đây? Tập luyện tới đó bụng muốn ăn đồ có phải không? Không có. Thôi đợi anh thi xong trận đấu rồi nói đi. Tùy cô thôi. Nói gì nói nha. Tôi thấy đói bụng rồi. Kiếm gì ăn đi. Được. Mấy khớp rồi, khớp nối nữa. Con biết rồi. Thiết Nam, cú đấm của con rất có lực. Lát nữa đánh với đối thủ, nhớ để ý động tác đối phương, tìm yếu điểm của hắn, nhắm chuẩn rồi tấn công. Không cần vội, từ từ đánh, duy trì năng lượng. Ok. Biết rồi sư phụ. Thiết Nam, trong cái em đó, số mạng của Ưng Kỳ nằm trong tay của em đó. Tôi tin Aaron làm được. Anh nhất định sẽ thắng. Ừ. Đối thủ lần này rất khó ăn, đừng để bị ảnh hưởng, đánh như bình thường thì được. Mọi người đừng lo, tôi nhất định đánh một trận thật hay, thật hấp dẫn cho mọi người coi. Chà, đông đủ quá ta. Nghĩ mình thắng chắc nên tìm trước chỗ ăn mừng có phải gì không? Thi đấu không có chuyện thắng chắc hay thua chắc đâu. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Yên tâm đi. Các anh một người trên võ đài, một người dưới võ đài. Em trai anh nhất định không để anh có chuyện đâu. Vững chãi lắm. Mấy anh đang nói chuyện gì vậy? Mặc kệ anh. Tôi thắng phải đường đường chính chính, dựa vào nắm đấm của tôi để giành quán quân. Thắng sao không quan trọng, quan trọng nhất chính là kết quả. Nắm đấm của Mr. T lớn như bàn tay tiên vậy, anh cũng thấy rồi đó, đúng không? Nhưng mà nghĩ kỹ một chút, hai anh một người lên đấu, hai người sẵn sàng, tính sao cũng thắng mà. Ok. Đừng phi phạm, đừng kiếm chuyện nữa. Tôi cần gì phải kiếm chuyện chứ? Anh nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, đúng vậy không? Lát nữa đích thân tôi sẽ trao giải cho anh. Cái gì mà hai người sẵn sàng vậy? Hai người có chuyện bí mật gì vậy? Kỳ lạ quá. Sao tôi biết được? Nè, lát nữa buổi họp báo sau khi trận đấu kết thúc, nhớ sắp xếp cho phóng viên báo mạng ngồi hàng đầu. Chúng ta dựa vào mạng là chính mà. Ok. Được, cảm ơn. Thanh Thanh. À, xếp đi. Iron và mọi người đang chuẩn bị trong phòng nghỉ. Cần tôi đưa cô vào không? Thôi không cần đâu. Trước khi thi đấu chắc anh có nhiều chuyện cần bàn với Zero lắm. Tôi không phiền họ đâu. Vậy cũng được, tôi đưa cô qua kia ngồi nha. Được thôi. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng đến với cuộc đấu Quyền Anh Fire Fit Fight, trận chung kết đồng đội. Trước tiên chúng tôi xin mời đại diện của Hồng Kông, ảnh đến từ Quyền Quán Hương Kỳ, có biệt danh là Quyền Dương Giả Thú, ảnh chính là Iron A Thiết Nam. Được rồi, tiếp sau đây chính là đại diện đến từ Mỹ, hóng hách không kiên dài, ở trên chỗ đài thực sự còn điên loạn hơn cả xe tăng, đó chính là Mestan.
Đúng rồi, tôi mượn xe. Anh Tiêu rồi, tôi sẽ xử anh Tiêu rồi. Anh vào vô chịu chết đi. Anh nói gì? Đừng để bị anh ta khiêu khích. Anh ta nhất định càng đánh càng rối. Tóm lại anh cứ theo chắc nhịp điệu của mình, ép ảnh theo tiết tấu của anh. Được rồi, anh cứ yên tâm đánh, tôi sẽ cho anh biết khi nào dừng lại. Tôi được đánh sau đầu và lưng. Ok, ba hiệp. Tôi sẽ xử đẹp anh đó. Tôi sẽ xử đẹp anh. Nào, trận đấu chính thức bắt đầu. Bắt đầu. Hunter, không phải giờ nào mới tìm tôi đưa vé đó chứ? Tôi có quen thân với một giám đốc ngân hàng ở New York. Anh giúp tôi điều tra được chút chuyện trước khi Mr. T tới Hồng Kông tham gia thi đấu. Tài khoản anh ta bất ngờ có thêm $100,000 được chuyển từ một công ty đã đăng ký thuộc quần đảo Virgin. Lại đứng đằng sau thì không tìm ra được. Ý ông muốn nói là Mr. T đã nhận tiền của người khác làm việc? Fever, tự mình phải cẩn thận hơn. Cảm ơn ông. Fever, nè, chuyện ở công ty xử lý xong chưa? Xong hết rồi, nhưng lúc nãy tôi quay lại đây, Leo ở trước gấp gáp bừng xe của tôi chạy đi. Hình như có chuyện hoạt động lắm. Tiền gấp tới vậy sao? Iron thi đấu cũng không coi à? Có chuyện ở đây. Yeah.
Leo. Đánh trả đi. Cậu bị cái gì vậy chứ? Coi chừng đó. Aaron, cậu làm cái trò gì vậy? Cố gắng lên đỡ lại đi. Đứng lên. Nè, hồi nãy bị làm sao vậy? Sao anh không đỡ lại? Leo, Leo đang ở đâu? Hỏi Leo cái gì vậy? Em sao vậy? Em tìm cô ta làm cái gì? Leo, tôi phải tìm Leo. Ê, chuyện gì vậy? Liên quan gì tới Leo? Tôi muốn rút lui. Có chuyện gì? Lại lên cơn nữa. Có phải muốn rút lui không? Không có, đó nói bậy thôi. Biến đi cho tôi. Sư phụ, anh đấu tiếp chứ. Giảm đến sư phụ tôi. Chiến đấu với thằng đàn ông đi, nhanh lên. Anh không phải là quyền thủ. Anh nói gì? Anh không phải là quyền thủ. Dừng lại. Anh nói gì? Anh chỉ là một con mèo thôi. Tín hiệu GPS ở đằng trước. Phía trước mặt kìa. Tôi qua bển tìm. Ok. Chúng ta sẽ sớm biết ai là người anh em thứ ba. Nếu không có gì bất ngờ không thành vấn đề. Anh lại. Ngăn cản bọn họ mấy giây là mình đủ thời gian chạy ra ngoài. Ok. Bắt đầu. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.